Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có một cái vòi xịt bồn cầu. Tuy nhiên thì nó bị cái rò rỉ nước. Thì nguyên nhân là nó bị hỏng một cái gioăng cao su ở phần cổ và cái phần dây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế cái gioăng cao su tại nhà. Nếu như nói về cái việc mà mua ở trên mạng thì rất là đơn giản rồi. Tuy nhiên thì cách ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách như thế nào thì chúng ta có thể chế nhà để các bạn không phải mất tốn tiền mua. Đối với những vật dụng sẵn có ở trong gia đình chúng ta thì ở đây mình sử dụng cái săm xe xe máy này, các bạn ấn cái hình vòng tròn như vậy và chúng ta sẽ tiến hành cắt theo đúng cái hình tròn. Sau khi cắt được hình tròn thì chúng ta sẽ cắt ở cái tâm giữa, là chúng ta sẽ có một cái gioăng cao su khá là tốt. Thì cái cách này thì mình cũng đã thực hiện kể cả đối với máy bơm, mà cái gioăng nhà mình đã bị hỏng ấy, do vặn ra vào nó bị nát, thì mình cũng đã thực hiện cách này và cũng thấy khá là hiệu quả. Ít nhất thì nó cũng là phòng chống cháy trong những lúc bạn cần. Chả nhẽ cái máy bơm của chúng ta nó bị hỏng gioăng thì chúng ta lại đợi đi mua hoặc vậy. Đây, hiện tại thì đấy, cái vòng cao su của chúng ta đã hoàn thành. Tuy nhiên mình cắt nó không được tròn trịa cho lắm thì chúng ta sẽ sửa đi để làm sao chúng ta có thể nhét được vào vừa cái gioăng là ok rồi. Đây, các bạn chỉnh sửa làm tí những cái chỗ mà nó bị lẻm thôi. Đây, chúng ta được một cái vòng như này nhá. Sau đó thì mình sẽ gặp lần tư này, mình sẽ cắt ở cái điểm giữa để chúng ta cho nước nó sẽ đi qua được. Mình tháo cái tay ra cho dễ làm cho các bạn nhìn rõ này. Đây, mình gặp lần 4 này, gặp tròn xong gặp lần tư nhá. Đấy, các bạn cắt ở cái điểm đầu của nó này, dùng kéo cắt ở cái điểm đầu của nó. Đấy, các bạn cắt như thế thì đương nhiên là chúng ta được một cái gioăng cao su rồi và nước nó vẫn đi qua ở điểm giữa rất là tốt. Đây, các bạn ướm làm sao cho nó vừa cái vòng này là được này, đảm bảo khi các bạn làm như thế này thì chúng ta vặn vào vừa khít luôn, nước không bao giờ dò ra được. Mình đã thực hiện cái việc làm này chống cháy rất là nhiều đối với những cái vòi nước nhà mình. Kể cả như mình vừa nói là cái máy gioăng của máy bơm thì mình cũng đã tự chế bằng cái này, cũng khá là ổn đấy. Này, các bạn cứ đặt vào đây thôi. Đây, các bạn thấy không? Nó cũng khá là ổn chứ. Thôi, các bạn vặn vào thôi. Nó đảm bảo cái vòi này nó không bao giờ nó bị giò nữa. Mà cứ khi vào cái gioăng này nó bị hỏng thì các bạn lại lấy xăm ra, các bạn thực hiện lại cắt những cái kiểu của mình thôi. Thì cái video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách chế gioăng cao su tại nhà bằng lốp xe đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.